Thưa tất cả bà con, thì hôm nay có một cái sự kiện rất là vừa rất là vui mà vừa rất là căng nha bà con. Sự kiện này rất là vui mà rất là căng nha. Đó là thầy là Thượng tọa Thích Nhật Từ, Thượng tọa Thích Nhật Từ phê phán thầy Thích Tâm Phúc nha bà con. Đấy, rất là căng nha và rất là vui nha. Rồi thì trước hết xin chúc bà con một ngày lành biển. Rồi, sau đây tôi review cái bài báo này để cho bà con xem nhé. Đây. Đấy. Đấy, đề nghị xử lý các YouTuber phát tán nội dung xuyên tạc về Phật giáo. Chưa, một lát xíu rồi mới có là Thượng tọa Thích Nhật Từ nha. Bây giờ đọc cái phần chưa có đã nha. Liên quan đến việc ông Nguyễn Minh Phúc sinh năm 1983. Ủa, ổng mới sinh 1983 sao thấy ổng già dữ ta? Mình tưởng đâu ổng cũng năm mấy, sáu mấy tuổi chứ. Ngụ huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Mặc áo giống nhà sư. Công an quận Gò Vấp đang củng cố hồ sơ xem xét xử lý những sai phạm nếu có tại quán bar trên địa bàn. Ồ. Sau khi làm việc tại trụ sở công an, ông Nguyễn Phúc ra về khi âm tín ma túy. À, ông vô quán bar hả ta? À, ông Phúc đã được các YouTuber, TikToker săn đón để kể lại vụ việc tại công an. Hiện nay trên mạng xã hội tràn lan các clip về ông này. Đó, đây thấy không? Đó. Đạo Phật cho phép tu sĩ ăn thịt động vật, thực vật. Chùa nhận các loại thịt động vật, thịt heo, cá, gà, vịt, tôm, tép, thịt bò, trâu, chó, dê, cá sấu, hổ, sư tử, rùa, tam tịnh, ngục. Ôi giời ơi là giời. Rồi tiếp nha. Mới nhất, một TikToker phỏng vấn ông Phúc. Thầy đi đâu mà công an bắt vậy? Đi vũ trường mà bị công an bắt vô đồn công an, quá bất ngờ. Thầy mà đi vũ trường, ông đi vô căn ba đó chứ không phải vũ trường đâu. Trước đó, ông Nguyễn Minh Phúc được rất nhiều YouTuber, Facebooker, TikToker quay clip đăng lên mạng xã hội gây sốc với việc ăn thịt, ăn trứng lộn. Liên quan tới các YouTuber quay và phát tán các clip có nội dung xuyên tạc, Thượng tọa Thích Tâm Hải, trưởng ban thông tin truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ban trị sự đã có đề nghị giáo hội có văn bản gửi Sở Thông tin và Truyền thông, Công an Thành phố Hồ Chí Minh xử lý. Đấy. Đấy, hơi căng rồi nha, hơi căng rồi nha. Chứ không phải đùa đâu. À đây. À. Đây là ông thầy Thích Tâm Phúc ha. Đây bên này ông ăn hột vịt lộn. Ông này thì cũng vui phết. Rất là vui. Đấy, rồi xem thử ông có vi phạm Phật là Phật giáo không nha, vi phạm Phật pháp không nha. Về phát ngôn coi thử ông có vi phạm luật lệ của Phật giáo không nha. Về phát ngôn, thầy chùa được quyền ăn thịt chó cũng như kêu gọi người dân có động vật thì mang đến tặng của ông Nguyễn Minh Phúc, Thượng tọa Thích Nhật Từ, đó, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh nói. Đó, thấy không? Rồi nghe thầy Thích Nhật Từ nói này, nghe Thượng tọa Thích Nhật Từ nói này nha. Về văn hóa ẩm thực, Phật giáo có hai trường phái là Phật giáo Đại thừa và Phật giáo Nam truyền. Đấy. Tức là Phật giáo gọi là Bắc tông và Nam tông đó bà con. Phật giáo Nam truyền tức là Nam tông đó cho phép tu sĩ được ăn động vật, còn Phật giáo Đại thừa tức là Bắc tông đó thì khích lệ ăn chay. Ông Nguyễn Minh Phúc ăn mặc theo đạo thừa nhưng chọn văn hóa ẩm thực Nam truyền thì không giống ai. À, tức là phải ăn mặc theo cái phái kia thì mới ăn thịt cầy được nha. Thầy Thích Tâm Phúc ơi, bây giờ phải ăn mặc theo cái kiểu kia nha. Kiểu này là không có ăn thịt cầy được đâu nha. Đấy. Mà sao ông trẻ vậy ta? Ông sinh năm 83 thì bữa nay là bao nhiêu tuổi ta? 83 tới 93 10 203. Ủa, ông 40 tuổi thôi à? Ổng mới có 40 tuổi mà sao thấy ổng ổng già dặn rồi, như giống như
là sáu mấy ra. Rồi ông xưng khầy 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 Phật giáo nguyên thủy do ăn động vật thì vấn đề này không kêu gọi, không chỉ đạo. Đó, tức là Thượng tọa Thích Nhật Từ nói mà tình cờ đi khất thực thì người dân cho thức ăn gì thì ăn đó, vấn đề này là bình thường. Ở đây ông Nguyễn Minh Phúc kêu gọi đem động vật đến tặng mình là việc làm sai trái. Rồi, chết rồi, thấy chưa? Thượng tọa Thích Nhật Từ đã phán là việc làm sai trái rồi, là căng rồi đó nha. À, căng lắm rồi nha. Thượng tọa Thích Nhật Từ mà đã ra tay là coi chừng á, căng rồi đó, rất căng rồi đó. Chứ không phải đùa đâu. Rồi tiếp nè. Thượng tọa Thích Nhật Từ chia sẻ thêm rằng ông Nguyễn Minh Phúc không phải là tu sĩ, mà ông giả dạng tự mặc áo làm giấy tờ tu sĩ giả. Đó, đó. Có khi bây giờ là Thượng tọa Thích Nhật Từ là làm đơn tố cáo yêu cầu là khởi tố. À, giống như là ở dưới là Thiền Am, thầy Thượng tọa Thích Nhật Từ cũng là đã coi như xông pha trận mạc rồi. Bây giờ tiếp tục chỗ này ha. Đấy. Đó. Các quyết định bổ nhiệm do Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp cho ông Nguyễn Minh Phúc đều do ông ta tự làm giả mạo. Việc làm của ông Nguyễn Phúc đã làm náo động cộng đồng Phật giáo và các YouTuber khai thác triệt để nhằm câu view kiếm tiền. À, rồi. Thượng tọa Thích Nhật Từ đã lên tiếng rồi. Đấy. Căng chưa? Cả ông Nguyễn Minh Phúc và các YouTuber đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh Phật giáo, nên các cơ quan chức năng cần phải xử lý ông này thật nặng. Ừ giời ơi, căng rồi. Chỉ riêng các giấy tờ mà ông Nguyễn Minh Phúc làm giả thì các cơ quan chức năng đã có thể khởi tố tội làm giả, sử dụng con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức được quy định tại điều 341 Bộ luật Hình sự. Chà, rất căng rồi, rất căng rồi. Còn thêm 331 nữa hả ta? Chà, thầy Thượng tọa Thích Nhật Từ fan này là đã trở thành một cái gọi là gì, có thể gọi là gì được, là người ra tay ha, ra tay dẹp loạn ha. Rồi, ghê thiệt đó nha. Rồi tiếp này, theo Thượng tọa Thích Tâm Hải, từ năm 2015 cho đến nay chính quyền địa phương đã nhiều lần cử đoàn đến làm việc về những sự việc bất hợp pháp trên, và đã nhiều lần mời ông Phúc đến làm việc nhưng ông đều vắng không có lý do. Đấy, chuyện này thì là không vắng được rồi, vì có thầy Thượng tọa Thích Nhật Từ ra tay rồi. Đấy, tiếp nè. Chính quyền địa phương cũng đã tổ chức họp dân thông báo việc ông Nguyễn Minh Phúc giả danh tu sĩ, đồng thời yêu cầu ông Phúc tháo gỡ tất cả bảng hiệu có nội dung không đúng quy định, trong đó có bảng hiệu để tên gọi là Chùa Hoàng Pháp Trung ương. Đấy. Rồi, cơ quan chức năng cũng thông tin cho biết các hình thức khen thưởng cấp nhà nước, cấp cho tập thể và cá nhân ông Nguyễn Minh Phúc như 5 huân chương lao động, 2 bằng khen, ù dù, không có tên trong danh sách khen thưởng lưu trữ tại ban thi đua khen thưởng. Các trường hợp được khen thưởng không hề có tên ông Nguyễn Minh Phúc. Chô, wow, wow, chuyện này thì... thầy Thích Nhật Từ ra tay thì hơi bị căng rồi nha. Đừng có giỡn nha. Thầy Thích Nhật Từ mà ra tay á là khởi tố luôn đó nha. Khởi tố luôn nha, chứ không phải giỡn đâu nha. Đó, các YouTuber, TikToker còn quay nữa thì là thầy Thích Nhật Từ sẽ đề nghị khởi tố luôn. À, chứ không phải giỡn đâu. Đừng có giỡn. Ai mà nói thì không có ấy, chứ còn thầy Từ mà nói thì là coi như là ok luôn đó. Thấy không? Đó, rồi bà con. Rất là căng ha. Thượng tọa Thích Nhật Từ đã ra tay, rất căng, cực kỳ căng. À, thầy Thích Tâm Phúc căng rồi. Rồi, bà con, ai chưa đăng ký kênh của tôi thì xin đăng ký dùng. Và một lần nữa xin chúc cho bà con một ngày an lành bình yên. Xin cảm ơn sự lắng nghe của tất cả bà con. Xin hẹn gặp bà con trong video sau.